Anh quên gì à? Anh quên cặp. Em bị làm sao đấy? Phương. Khổ thân con bé. Suốt mấy ngày hôm nay có ăn uống gì đâu. Con nghĩ chắc là chị Phương tiếc tiền đấy mẹ. Tiếc 2 tỷ. Mấy hôm nay chị tâm sự với con, chị bảo chị tiếc tiền với lại bốt ruột lắm. Có khi vì vậy mới đổ bệnh đấy ạ. Đúng là tài bay vạ gió, chứ có ai muốn như thế đâu. Tiếc cái gì mà tiếc. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Bảo Phương? Đây ạ, dạ. Vợ tôi sao đây. Lại ạ? Xin chúc mừng gia đình nhé. Chúc mừng gì cơ? Ơ cái cậu này, lần đầu hả? Chúc mừng cậu sắp lên chức bố. Tôi có thể vào trong được không ạ? Được, anh vào đi. Cảm ơn bác sĩ. Làm được rồi. Mình làm được rồi.